Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem tin. Vâng, hôm nay bên em lại về những đôi loa BMB. Ngày 14 tháng 9 ở những đôi loa BMB bãi Trung Quốc. Đây là dòng loa BMB 2000C bát 30. Vâng, dòng này bên em bán rất là nhiều. Vâng, hôm qua bên em hết hàng. Và hôm nay bên em lại về đây ạ. Còn rất là đẹp các bác nhá. Bụi bặm một tí thôi. À, lâu là hết. Còn hình thức rất là đẹp. Bên em đang đóng hàng rất là miệt mài các bạn. Vâng, bác nhìn quan sát này, từng góc cạnh này. Rất là mới, nó chỉ có những cái đây vết xước này, vận chuyển này, không vấn đề gì. Cái này thì chúng ta không soi kỹ thì cũng không vấn đề gì đâu các bạn. Rất là đẹp nhá. Đây là dòng chuẩn Trung Quốc luôn. Đây là hàng nội địa Trung đấy ạ. Vâng, thanh lý số lượng lớn ra là giá rất là tốt cho các bác. Vâng, bên em đang đóng hàng đây ạ. Vâng, những cái sốt chống sốc rất là dày. Đây là con B3 2021 đây các bạn. Vâng, bên em để xếp hết gọn vào rồi đấy ạ. Vâng, các bạn thấy không? Rất là đẹp nhé. Chất âm con này cực kỳ là sâu, 330. Thương hiệu BMB thì rất là nổi tiếng rồi ạ. Đây là dòng B2000C đây các bạn. 2000C đây. Đây ạ. Made in China luôn, chuẩn cho các bác. Đây, từ kể cả từ đằng sau những đôi loa bên em đọc được rất là cẩn thận. Vâng, thì nữa bên em sẽ đưa vào test một loạt. Những đôi nào mà lỗi thì bên em sẽ loại ngay. Chỉ để lại những đôi còn nguyên zin và còn chất lượng và không sửa chữa, chưa mở. Thực sự là bên em vừa về xong các bạn. Nhưng cái đèn liên quan với cam mở của người Thái La Mã này. Bác thấy không? Chống sốc rất dày. Đây là bên em ship bưu điện. Vì thế bên em bọc rất là kỹ, vận chuyển đi xa, tránh va đập. Hầu như đến tay các bác vẫn còn hoàn hảo đến 100%. Đây 1, 2, 3, 4, 5, 6 con súp này. Bên em đi 6 súp này. Một cái đẩy 4850L đây này, bên em vừa test buổi chiều đây xong. Vâng, hai bên em đóng đã để sẵn đây. À, bọc những màng co rất là cẩn thận đấy ạ. Vâng, một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và những đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm lâu năm sẽ cho ra những cái sản phẩm và sẽ test cho ra những cái sản phẩm đạt chuẩn nhất để phục vụ các bác tránh lỗi lầm. Vâng, một lần nữa cảm ơn tất cả các bác đã tin tưởng và ủng hộ Zika Audio. Rất là nhiều bác khách hàng mua đặt hàng online có những phản hồi rất tốt. Cảm ơn, những sản phẩm rất là chất lượng và giá thành cực kỳ là vừa phải. Chứ bên em rất muốn bán giá mềm, chất lượng tốt để các bác làm sao rất là nhiều bác được sở hữu những sản phẩm tốt nhất trên thị trường. Đây sẽ phép được dừng video ạ.